Vâng, xin cảm ơn các đội chơi rất nhiều. Đội vàng cao nhất 10 điểm, đội đỏ cao thứ hai 9 điểm, đội xanh cao thứ ba 8 điểm. Vâng, và bây giờ một cái trò chơi nữa rất là đơn giản thôi. Xin mời tất cả chỉ tay đâu là tay đâu, tay đâu là tay đâu. Vâng, và bây giờ xin mời các chị, chúng ta sẽ đến với một trò chơi khác, trò chơi được mang tên đưa nước về nguồn. Xin mời các chị, chúng ta ngồi xuống ạ. Vâng, không như là sợ bẩn mà tí chúng ta